Rồi tôi xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá thần thuốc. Hôm nay tôi mời một clip và một lô phụ kiện nha mọi người. Phụ kiện mấy cái gọng nè, mấy cái xô đựng nước, cái gọng đựng gọng cá, lử, vài con mồi dít, con bóp, mấy con lô chẽm. Cái này có megabat nè, megabara nè. Rồi để sắp vô cụ thể từng cái món cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước thì tổng. Nếu hàng lỗi, lúc đích sắp lên đó, thì anh em cứ quậy cho sắp nha. Rồi cảm ơn mọi người. Phụ kiện đầu tiên lên cho mọi người là ba món này nhé. Ba món này gồm hai cái xô và một cái rọng cá. Cái rọng này thì nó sẽ dài là 70 cm nha mọi người, 70 cm. Cái rọng, cái miệng của nó tầm khoảng 1 gang. Cái này từ Nhật về. Rọng cá và hai cái xô. Đây, hai cái xô cho anh em đựng nước nhé, đựng nước, đựng đồ. Đó. Thu gọn lại. Một cái xô bự và một cái xô nhỏ. Đó. Thì mấy cái này rất là tiện cho anh em đi câu, xách đồ theo nhiều. Đó. Xếp lại cái này rất là gọn và tiện nhé. Đây, đây một cái xô nữa. Đó. Đó, cho anh em đựng đồ. Thì mấy cái này thì mới về thôi, chưa vệ sinh gì hết. Thì tổng cộng 3 món này sẽ là 100k mọi người, 100k cộng ship 3 món. Tiếp theo lên tiếp người là mã số 2. Số 2 sẽ lên cho mọi người là một lưỡi. Thì đây là lưỡi của Pudo, Pudo Hawk. Thì đây một hàng của Nhật nha mọi người. Thì nó sẽ có mã code, bằng code Facebook của nó đây. Thì anh em cứ search vào đây là ra liền. Đó, mã web. Thì đây một lưỡi số 13, một bịch này nó sẽ có 10 lưỡi nha mọi người, một bịch này sẽ có 10 lưỡi. Đó. Thì lưỡi số 13 này nó sẽ tương đương với số 13 hộp xanh của mình á, hộp xanh lưỡi Trung Quốc. Và lưỡi khá là bén, ngạnh cũng rất là lớn luôn. Đó. Thì đây, để nó tốt cho đây. Đó. Lưỡi cũng tương đối ok. Thì cái này chiên về cho anh em nào tẩm nho nhé, tẩm nho câu qua câu ngâm. Anh em có thể săn chép câu bơm dạng câu mè cũng được, rất ok ha. Thì một bịch này 10 lưỡi sẽ có giá là 12k mọi người, 12k. Đó. Thì anh em lấy nguyên hộp này thì có 20 lưỡi thì sẽ có giá khác nhé. Ở đây, lưỡi Fudo. Lưỡi này sẽ là lưỡi số 19. Lưỡi số 19 này chuyên về cho anh em nào câu cá tra dịch vụ. Tấm nho cho câu tra dịch vụ, không thôi câu câu dồ điểm sang hàng, câu dít biển cũng được. Đó, lưỡi Fudo. Lưỡi của Nhật nha mọi người. Đó, hàng của Nhật và Rui sản xuất nè. Đó, đây. Này có web và mã code Facebook rõ ràng. Đó. Lưỡi khá ok. Lưỡi rất là bén luôn, bén và cái gọng ngạnh đó đây. Ngạnh khá là sắc ha. Rồi, bịch này cũng có giá là 12k nha mọi người, 12k một bịch nhé. Và cái bịch số 19 này nó sẽ có 6 lữ nha mọi người. Số 19 6 lữ. Đó. Tiếp theo sẽ là mã số 4. Số 4 lên cho mọi người là một con vít. À, một con vít. Thì con vít này là một con vít bãi lô về nha mọi người, lô về. Con này sẽ nặng là 80 g. Đó. Màu cũng rất là đẹp nhé. Màu rất là đẹp luôn, anh kim. Có lưỡi tiếp theo. Đó. Rồi, mã số 4, giá là 70k mọi người, 70k, nặng là 80 g. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 lên cho người một con vít, vít biển. Thì con này một con vít dạ quang nha mọi người. À, con này một con dạ quang. Nó sẽ bữa tối nó sẽ dạ quang nha mọi người. Thì con này nó nặng là 100 g. Giá con số 5, giá 80k luôn. Đó. Nhất biển. Tiếp theo là con số 6, một con hình dẹp. Đó. Anh kim nhé, màu anh kim khá là sặc sỡ. Thì con này nặng là 200 g. Giá con số 6 giá là 880k nha mọi người. Đó, con số 6 là 80k cộng ship nhé. Tiếp theo số 7. Số 7 là một con dít biển nặng là 180 g. Đó, con này nặng 180 g. Giá số 7 giá là 70k nha mọi người, 70k cộng ship. Thì con này dạ quang nhé, dạ quang. Số 7 nè, 8, 9, 10, 11, 12. Là những con này đều những con nặng là 180 g. Và là hàng dạ quang nha mọi người. Đó, hàng dạ quang.
Đây, số 8 cũng là 70k mọi người, hàng Gia Quang nhé. Dích điện 180g. Số 9 Quảng Quậy, hàng Dạ Quang. Đây là hàng 7 đã qua sử dụng mọi người. Đó, hàng đã qua sử dụng, lấy lô về thôi. Rồi, số 9 vẫn là 70k mọi người, 70k hàng Dạ Quang. Đó, số 10 Quảng Quậy, 70k hàng Dạ Quang. Đó. Số 10 còn khá là đẹp nè. Rất ok ha. Đây. Vì đã hàng đã qua sử dụng thì mấy chỗ độ chỗ này thì không thể tránh khỏi. Số 1 Quảng Quậy. À, còn rất ok. Rồi, 11 vẫn là 70k. 12 Quảng Quậy, 12 70k luôn nhé, nặng 180g. Còn dịch cuối cùng, còn số 13. Có 13 nó nặng là 130g nha mọi người, nặng 130g. Màu rất là đẹp luôn. Đó. Thì đây là một những con dích từ Nhật về nha mọi người, nên các sình của nó rất là tốt luôn. Đó. Màu cũng rất là đẹp nè. Rồi, con số 13 giá 100k mọi người, 100k cọc ship con số 13. Tiếp theo qua đây, ba bịch màu mềm. Ba bịch này chắc là câu biển rồi. Đây. Đó, ba bịch màu mềm của Tsunami. Đó. 5 inch 1m 12.7 cm. Đó. Có lử luôn nha mọi người, có lử luôn, lử này cũng là lử xịn luôn á. Một con, hai con, ba con, bốn con. Thì bốn con này giá là 100k nha mọi người. Đó. Số 14 100k. Số 15 vẫn vậy, 100k luôn. Đó. Hàng này chưa qua sử dụng nè. Túi này thì sẽ ra kiểm tra ra. Đó. Còn rất ok. Đây, cái này chưa xẻ luôn. Đó. Còn lửng nhá. Rồi, số 15 khoảng 100k nha mọi người. Đó. Rồi, số 16. Số 16 thì con này nó sẽ dạ quang nha mọi người. Đó, cái bụng nó sẽ dạ quang. Đó. Vẫn 100k thôi. Vì nó có một số lửng nên trên tay nó bị oxy quá nè. Đó, do để trong cái bãi lâu quá. Thì cái này vẫn chưa full luôn nên cũng chưa kiểm tra kỹ nhá. Nên bán cho mọi người 100k. À, số 16 nhá, 100k cộng ship của cả mọi người. Tiếp theo lên đây. Lên đây là dài con bóp và mấy con lô chẽm mọi người. Tiếp theo là một con số 17. Con 17 thì con này nó không có tên. Không có tên tổ gì hết. Thì con này nó nặng là 35g. Dài là 15 cm. Cá nhá. Rồi, giá công khai mày con số 17 giá 50k mọi người, 50k cộng ship mấy con 17. Tiếp theo là một hàng bóp mọi người. Đó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 con này là một 26 con bóp nhá. Bóp chuyên cho anh em đánh biển. Thì đây là một con bóp của Tsunami. Tsunami. Đó. Thì hãng này của Trung Quốc sản xuất nha mọi người, hàng China. Đó. Thì đây là một con hãng của xuất cho thị trường Nhật nhé, để bãi từ Nhật về. Thì con này chưa sử dụng luôn. Màu nó cũng rất là đẹp đây. Đây. Lử BKK trắng nha mọi người, lử là lử BKK trắng, lử con rất là ok. Thì con này nặng sẽ là 25g, dài là 10 cm. Rồi, giá con 18, giá là 100k mọi người. Đó, 100k con 18. Tiếp theo con 18 và con 19. Con 19 vẫn một con bóp. Thì con bóp này vẫn là một hàng chưa qua sử dụng, lử BKK trắng. Đây. BBK trắng đây. Đó. Màu cũng rất ok. Tsunami. Một con bóp biển. Thì con này nặng là 40g, dài là 13 cm. Giá con số 19 giá là 110k nha mọi người, 110k cộng ship. Con 20 quận 7. Thì con này nó bị oxy quá cái lửng nè, nó bị xét nè mọi người. Đó. Do để trong bãi lâu quá
vẫn vậy thôi. Con này nặng là 40 gram, dài 13 cm, giá còn sổ 20 20, giá là 90k người, 90k còn 20 21. Đây 21 thì còn mới tí, đây lửng nó cũng vậy, hột xì quả một tí lửng này đó. Mà cũng rất ok, màu tương đối đẹp, Tatsunami. Rồi giá con 21, giá là 110k nhé, nặng 40g, dài 13 cm, 22 con quậy nặng 40g, dài 13 cm. Đó này, bóp biển cái này màu rất ok nhé, màu tương đối đẹp, này chưa qua sử dụng. Đây Tatsunami thương hiệu hàng China, xuất cho thị trường Nhật nhé. Đó. Đó, rất là đẹp. Rồi giá vẫn là 110k nha mọi người. Đó. Nặng 40g, dài 13 cm. Còn sổ 23 vẫn vậy, nặng 40g, dài 113 cm. Đó. Màu vẫn là màu 3D ánh kim, màu rất là đẹp, giữ BKK được trắng. Rồi giá vẫn là 110k nhé, con mã ý sổ, con bóp số 23. Tiếp qua đây, đây là vài con bóp sổ 24 là cho người một con bóp nặng là 55g nha người, nặng 55g, dài 15 cm. Đó, con bóp của Tatsunami. Rồi giá con mã con bóp số 24 giá là 120 nha người, 120k. Đây, còn rất là đẹp ha. Sơn 3D. Rất là đẹp luôn. Rồi, 120k nhé. Con máy con bóp số 24. Mở bóp số 25 quản quậy. Đó, nặng là 55g. Nặng 55, dài 15 cm. Con này thì đẹp rồi, ánh kim. Đó, màu xanh. Rồi giá 120k nhé, con 25. Tiếp theo con 26 thì con này có hộp, nó có hộp mà hộp nó xấu quá nên sắp bỏ hộp ra, nhưng mà vẫn là hàng chưa qua sử dụng nhé. Đây, lửng nó bị oxy quá đây do lâu ngày nè. Rồi giá vẫn 120k nha mọi người, thì con này nặng 55, dài 15 cm. Tiếp theo là dài con mồi lua chẽm cho anh em. Đây là một con hàng của hãng Rockro gì nè. Đây chém nha mọi người. Thì con này là con mã số 27, vẫn là lữ BKK trắng nè. Đó. Màu cũng rất là đẹp, con này nổi nha, con này nổi. Và con này nó sẽ nặng là 10g, dài là 10 cm nha, nặng 10g, dài 10 cm. Rồi giá con 27, giá là 80k nha mọi người, 80k cộng ship con 27, hàng mới nha, chưa qua sử dụng. Còn hộp nhé, hộp này nó cũ quá, nó mất cái tem này. Tiếp theo là con số 28 vẫn vậy, một con của hãng này Rorot nè mọi người. Đây một cái hãng của China sản xuất nhé, Rorot xuất cho thị trường Nhật. Được sơn là sơn 3D nè. Đó. Đó đây cũng rất là đẹp, lữ vẫn là lữ bê kè trắng nè. Màu rất ok ha. Rồi giá công khai mã số con mồi 28, giá cũng là 80k nha mọi người, nặng 10g, dài 10 cm. Tiếp theo là con mồi 29. Đây 29, một con mồi vẫn chưa qua sử dụng, rất là đẹp. Chuyên cho anh em là luôn chẽm luôn nhau, câu gần, rất là đẹp luôn. Thì đây tên của nó, dài là 13 cm, nặng là 20g nhé, nặng 20g, dài 13 cm. Phạm vi hoạt động của nó là từ 0.8 đến 2 mét nước nha mọi người. Đó.
hàng vẫn là hàng của chắc lô gì nè đó. Thì con này lấy 7 về nhé, nặng 20 g. Đây, thông số nó đây đó. Rồi giá công khai con máy chắc son gì nè, giá công khai con lua số 29, giá 100k rồi, 100k 29. Tiếp theo con 30, con này 20 29, tiếp theo là 30. 30 là một con lua của hãng Mirabat, một hãng nội địa Nhật khá nổi tiếng. Đó, con này một con lua đã qua sử dụng mọi người, lua đã qua sử dụng đây. Màu cũng còn rất là đẹp luôn. Bắt thì con này nặng là 15 g, dài 11 cm. Rồi giá công khai con mồi số 30, giá là 140k người, 140k cộng ship cùng 40, con mồi 30. Tiếp theo 31, 31 vẫn là một con mồi Mirabat, hàng vẫn là hàng đã qua sử dụng nhé, hàng đã qua sử dụng, sơn rất là đẹp. Thì con này nặng là 15 g, dài là 14 cm, giá công khai máy ba con mồi 31, giá là 140k người, 140k cộng ship con 31. 32 là cho người một con cái thìa nè, thìa xay. Đó, thì xây hàng của Mỹ sản xuất nhé, bên ruột đây. Thì cái thìa này giá công khai là 100k người, 100k cộng ship. Thì để xem thông số cái thìa này thêm. Con này nó nặng là 1/2 oz, tầm khoảng 14 g. Đó, 14 g nha mọi người. Đó, ruột đây cái thìa. Tiếp theo là một con lua của hãng Gabala. Đó, con số 33. Thì đây một hàng nó chưa qua sử dụng nha mọi người, chưa qua sử dụng. Một con cá lua. Hàng của Mỹ nhé, hàng của Mỹ. Thì con này nó dài là 7 cm, nặng là 8 g. Phạm vi hoạt động của nó là từ 1.5 đến 33. 1.5 đến 3.3 mét nước nhé. Đó. Rồi giá công khai con 33, giá là 33.3, đúng rồi, con 33, giá công khai 33, giá sẽ là 120k này, 120k cộng ship. Tiếp theo sẽ là con lua số 34, đây vẫn là một con cá lua hãng Gabala, hàng chưa qua sử dụng. Đó. Thì con này nó nặng là 6 g, dài là 5m2. Đó, phạm vi hoạt động của nó là từ 1.2 đến 2.7 mét nước nhé. Khá là đẹp. Rồi giá cũng là 120 nha mọi người, 120 cộng ship con số 34. 35 quận quậy. Đó, 120 nhé, 120k hãng Gabala, nặng là 8 g. Dài là 7 cm, lua từ 1.5 đến 3.3 mét nước nhé. Hãng Gabala khá là đẹp nhé, hàng chưa qua sử dụng nha mọi người. Tiếp theo là con 36 này, hãng Gabala nè, hàng chưa qua sử dụng. Tên nữa đây. Thì con này dài là 9 cm, nặng 7 g, phạm vi hoạt động từ 1.5 đến 2.1 mét nước. Rồi giá cũng là 120 nhé, 120 cộng ship. Số 37, 37 và 38 là cùng một con đây. Rất là đẹp ha. Rồi Gabala. Thì con này nặng là 13 g, dài là 12 cm, phạm vi hoạt động từ 1.2 đến 2.4 mét nước. Đó, giá con này 120k một con nhé,
Tiếp theo là ba con này sẽ giống nhau. Đó. 39, 40 và 41. Đây, hạng ba Kabbalah. Lữ sẽ là lữ BKK. Đó. Theo mồi luôn. Thì con này sẽ dài là 10 cm, nặng là 10 g và phạm vi hoạt động từ 1.2 đến 2.4 m nước. Rồi, giá công khai là 120k một con luôn nha mọi người. Đó. 39, 40, 41. Tiếp theo là 42. 42 là một con Kabbalah. Thì con này nó có đuôi nè. Đó, con này nó có cái đuôi. Đấy, được không? Không. Con này là dài là 10 cm, nặng là 13 g, phạm vi vận động từ 1.2 đến 1.8 mét nước. Con này cũng hàng chưa qua sử dụng, hàng còn khá là đẹp. Rồi, giá công khai 130 người, 130 con 42. Rồi, đó tổng là những phụ kiện mà mọi câu hôm lên hôm nay cho mọi người. Mọi người cần có thể liên hệ shop nhé, shop có để số điện thoại ở góc này màn hình. Rồi, cảm ơn mọi người.